10. Nhận cho Tula. Nhận cho Tula là một trong số những động vật đáng sợ nhất hành tinh. Nó không chỉ loài nhện khổng lồ mà còn là kẻ săn mồi lén lút và điêu luyện đến mức không một loài vật nhỏ bé nào lẩn vẩn trong tầm ngắm của nó có cơ hội sống sót. Thủ đoạn săn mồi của cho Tula là kiên nhẫn. Chúng nằm đợi kẻ qua đường bất hạnh và chộp lấy mà không cảnh báo. Chính vì kích thước của chúng, cơ thể dài tới hơn 12 cm với sải chân dài hơn 70 cm, cho Tula sợ có thể nhanh chóng đè bẹp con mồi và nghiến nát chúng dưới đôi càng khổng lồ. Cuối cùng chúng tắm cơ thể nạn nhân trong chất tiêu hóa và nhấm nháp thứ chất lỏng ngon tuyệt này. 9. Rắn mamba. Con vật đáng sợ nhất của châu Phi hẳn phải là rắn đen mamba. Loài rắn độc khổng lồ này hiện diện ở khắp đông nam lục địa. Tên gọi của nó xuất phát từ lớp da đen bên trong miệng, phần chỉ lộ ra trước khi nó tấn công. Những con rắn này thường thụ động nhưng có thể cực kỳ hung dữ khi bị đe dọa. Chúng có khuynh hướng tấn công nạn nhân nhiều lần, tiết ra hỗn hợp độc tố thần kinh và độc tố gây rối loạn đông máu còn gọi là cardiotoxin. Xác suất tử vong sau cú đớp của rắn đen mamba là 100%. Tuy nhiên, con số này đã giảm nhờ việc sử dụng thuốc kháng độc khắp lục địa. 8. Cá piranha. Trong số tất cả loài cá, piranha có thể là kẻ khét tiếng nhất. Nhìn hàm răng sắc lẫm và hai quai hàm khỏe khoắn đủ gây ớn lạnh. Piranha được biết nhiều như một kẻ săn mồi hung tợn, sống khắp vùng nước ngọt Nam Mỹ. Chúng kiếm ăn lúc sáng sớm hay chạng vạng, ẩn mình dưới nước và chờ đợi con mồi nhỏ ngang qua. Sau đó, không hề cảnh báo, chúng tấn công và ăn ngấu nghiến con mồi với sự hung ác vô song trong cộng đồng nước ngọt. Trong một vài trường hợp, chúng sẽ săn theo đàn để có được con mồi lớn hơn, bao gồm cả ngựa, các loài gặm nhấm và thậm chí cả con người. 7. Sói xám. Hầu hết những kẻ săn mồi hàng đầu của thế giới đều là những kẻ hoàn toàn cô độc, chủ yếu dựa vào sự dũng mãnh của mình để hạ gục con mồi. Nhưng với sói xám, sự thành công của buổi săn phụ thuộc vào sự hợp tác của đồng loại. Đặc trưng tấn công của loài sói là sự truy đuổi của nhiều con trong đàn khiến con mồi phải bỏ chạy. Một con mồi đơn lẻ không chỉ dễ hạ gục mà còn an toàn hơn việc con mồi ở tư thế chống trả. Con đực đầu đàn sẽ dẫn đầu cuộc săn đuổi trong khi những con cái của nó theo sát phía sau. Một khi con mồi trượt ngã xuống đất, cả đàn sẽ bao vây và kết liễu nó. 6. Rồng Komodo. Lớn nhất trong tất cả các loài kỳ đà, rồng Komodo là một loài bò sát hùng mạnh với cân nặng lên đến khoảng 136 kg và chiều dài hơn 3 m. Con vật này xếp vị trí thứ 6 trong mức độ nguy hiểm nhờ tốc độ, sức mạnh và sự ngoan cường để quật ngã con mồi gấp đôi kích thước của nó. Nó cũng có một cú táp chứa độc, bất cứ nạn nhân nào sống sót sau cuộc tấn công của rồng Komodo cũng sớm bị chết do vết thương. Komodo chủ yếu săn bằng cách mai phục nhưng chúng cũng chạy nhanh và bơi giỏi. Hơn thế nữa, khả năng săn mồi lạ thường của nó còn kết hợp với khả năng tiêu thụ. Trong một bữa nó có thể ăn khối lượng thức ăn bằng một nửa trọng lượng cơ thể. 5. Cá sấu. Không gì đe dọa bằng một kẻ săn mồi luôn ẩn mình dưới nước, ngụy trang lẫn trong môi trường, im lìm quan sát con mồi để lên kế hoạch giết gọn. Xếp vị trí thứ 5 trong danh sách đếm ngược là cá sấu, một kẻ săn mồi lén lút và cực kỳ tàn bạo. Với bộ hàm cực khỏe và những chiếc răng dài sắc nhọn, cá sấu săn nhiều loài khác nhau. Một vài loài, như cá sấu sông Ninh, có thể đốn ngã những con mồi rất lớn như ngựa vằn hoặc trâu. Đặc trưng tấn công của nó là nằm chờ ở mé nước nơi động vật tìm đến uống nước và sau đó lôi tụt con vật không may xuống nước để bắt đầu cắn xé cho đến khi có được những khoanh thịt cho bữa ăn. 4. Cá voi sát thủ. Giống như cái tên của nó, cá voi sát thủ là kẻ săn mồi chí tử, kết hợp với kỹ năng đáng nể và sức mạnh thể chất vô song. Cá voi sát thủ có một số kỹ thuật khéo léo trong vũ khí săn bắt của mình, điều này cho chúng một trong những khẩu phần đa dạng nhất so với các loài săn mồi đại dương. Ví dụ, chúng thích hết tung hải cẩu và chim cánh cụt từ tảng băng nổi rồi bắt chúng khi chúng rơi xuống nước. Chúng cũng tìm đến những bãi biển để bắt hải cầu trên bờ. Là động vật có tính xã hội cao, cá voi sát thủ có khuynh hướng sống trong thành từng nhóm khoảng 10 con để cùng nhau săn mồi. Thậm chí, chúng có thể săn cả cá mập trắng. 3. Gấu Bắc Mỹ. Gấu Bắc Mỹ còn gọi là gấu nô hẳn là động vật đáng sợ nhất Bắc Mỹ. Kẻ săn mồi hùng mạnh này có thể đứng cao khoảng 2 m và nặng hơn 360 kg. Cánh tay và bàn tay to khỏe của nó có thể giết chết một người chỉ sau một cú táp. Bộ hàm khỏe cũng cho phép nó chén mọi thứ nó muốn, gồm cả những động vật có vú lớn. Gấu Bắc Mỹ chạy nhanh và bơi khỏe. Đối mặt với loài này trong hoang dã sẽ là một kinh nghiệm đau lòng. Phản ứng tốt nhất là đứng yên và tuyệt đối không nên bỏ chạy.
Vận tốc của loài này có thể đạt hơn 65 km/h và việc bạn bỏ chạy có thể khiến nó đuổi theo. 2. Sư tử. Được mệnh danh là chú tể của rừng nhiệt đới, sư tử săn cả những con mồi lớn nhất như trâu và linh dương đầu bò. Thành công gần như tuyệt đối của những kẻ săn mồi này là nhờ sự kết hợp giữa những kỹ năng. Sư tử sống thành bầy và tất cả thành viên cùng nhau đi săn. Những sư tử con sớm học được các kỹ năng săn mồi nhờ trò chơi chiến đấu cùng nhau. Trò chơi này cũng quyết định vai trò thích hợp của chúng trong cuộc săn đuổi. Tỷ lệ thành công trong cuộc đi săn của sư tử chỉ có 1/5, nhưng những khả năng săn mồi được nhấn mạnh khi chúng ta xem xét những con mồi của chúng đều là những động vật lớn và có khả năng chống trả quyết liệt. 1. Cá mập trắng. Bất cứ con vật nào không may lọt vào tầm ngắm của cá mập trắng dường như không còn cơ hội sống sót. Cá mập trắng chiếm vị trí đầu bảng trong danh sách đếm ngược bởi khả năng săn mồi nổi trội của nó. Với cơ thể thon dài và hàm răng khỏe, cá mập trắng là loài đầy sức mạnh, bơi cực nhanh và vận động viên đại dương nhanh nhẹn này có thể bật tung lên khỏi mặt nước để đánh úp con mồi. Cá mập trắng cũng có nhiều hàng răng cưa nhọn hoắt, mỗi cái đều được thay thế ngay sau khi mất đi. Thực tế, một con cá mập có thể có hơn 50.000 cái răng trong suốt vòng đời của mình. Cá mập trắng thường bắt đầu cuộc tấn công với một cú đớp chí mạng. Sau đó nó đợi nạn nhân yếu dần vì vết thương trước khi thưởng thức. Điều này giúp nó có thể tận hưởng bữa ăn một cách an toàn.